Cuộc hôn nhân ít ai biết của thủ môn Tấn Trường. 15 năm trước nhìn đã yêu, vợ cực giỏi. Có vẻ bề ngoài nghiêm túc, khô khan, nhưng ít ai biết được Tấn Trường ở nhà với vợ con lại là con người khác. Anh không ngại nịnh vợ, nói yêu vợ. Bản lĩnh trước khung thành, ngoài đời Tấn Trường là người đàn ông của gia đình, yêu vợ thương con. Đặc biệt bên cạnh nam cầu thủ còn có bóng dáng của một người phụ nữ vô cùng giỏi giang, đúng chuẩn mẫu giỏi việc nước đảm việc nhà. Cô tên là Trần Thị Ngọc Liên. Tấn Trường và bà xã kết hôn được 10 năm, có với nhau 2 cậu con trai. Vì Tấn Trường thường xuyên đi thi đấu nên công việc nhà, quản lý kinh doanh và chăm sóc con cái chủ yếu là do vợ anh lo liệu. Cô từng thay chồng quản lý tiệm internet lớn nhất nhì Cao Lãnh, Đồng Tháp và gần 20 phòng trọ cho sinh viên thuê. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cô cũng đã giúp chồng quán xuyến công việc kinh doanh cụm 6 sân cỏ nhân tạo, cơ ngơi mà Tấn Trường đầu tư cùng một người bạn. Dù công việc bận bịu nhưng trước giờ Tấn Trường vẫn rất hạnh phúc vì có một người vợ xinh đẹp và giỏi giang như Ngọc Liên. Cô cũng là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho chồng trên sân cỏ cùng đồng đội. Còn Tấn Trường hệ có thời gian rảnh rỗi là anh sẽ tận dụng tối đa để ở bên tổ ấm nhỏ của mình. Được biết, thủ môn Tuấn Trường và vợ quen nhau vào năm 2006 khi thủ thành còn thi đấu cho đội trẻ Đồng Tháp. Chỉ một lần tình cờ gặp mặt, họ đã trúng tiếng sét ái tình rồi bắt đầu tình yêu. 5 năm sau, khi Tấn Trường đã là một thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam, cặp đôi mới chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Cách đây 10 năm, trong lần chia sẻ hiếm hoi về vợ, Tấn Trường liên tục dành lời ngợi khen cho người vợ của mình. Anh nói, bà xã tôi quen nhau được 5 năm rồi chứ ít gì, hiểu hết tính của nhau, cũng hiểu luôn nghề nghiệp của tôi, đòi hỏi sự khắt khe về sinh hoạt hơn người thường. Tôi cảm ơn vợ tôi nhiều lắm vì luôn ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Qua lời kể của Tấn Trường, Ngọc Liên là một người phụ nữ luôn ủng hộ chồng vô điều kiện. Sau khi rời Bình Dương, anh được câu lạc bộ Hà Nội mời về thi đấu. Bà xã cũng ở đằng sau động viên, mặc cho chồng phải đi thi đấu xa. Ngọc Liên sẽ phải gánh vác thêm rất nhiều việc một mình, không thể tránh khỏi sự tủi thân. Hiểu cho vợ, khi đó Tấn Trường đã hơi lăn tăn vì khoảng cách quá xa, vợ con không dễ dàng gặp được mình. Nhưng Ngọc Liên đã quyết tâm thúc giục Tấn Trường vững vàng tiến lên. Anh tâm sự, khi tôi quyết định nghỉ thi đấu, vợ tôi đã ủng hộ hết mình bởi chồng xa quê, xa nhà rất lâu rồi. Khi tôi về, vợ con đều rất vui. Lúc đi, tôi rất buồn bởi vì sau 7 tháng cảm giác được ở nhà đã quá quen thuộc rồi. Nhưng vợ tôi là người đồng cảm, luôn hiểu và ủng hộ chồng. Khi tôi quyết định đi, vợ nói, chồng cứ yên tâm đi đi, mọi việc ở nhà cứ để vợ lo. Tôi thấy khá may mắn khi có được người vợ như vậy. Trên trang cá nhân, thủ thành Tấn Trường thường xuyên đăng tải hình ảnh về vợ con. Mỗi khi Ngọc Liên đăng hình, anh cũng tương tác vô cùng tích cực. Có vẻ bề ngoài nghiêm túc khô khan nhưng ít ai biết Tấn Trường ở nhà với vợ con lại là con người khác. Anh không ngại ngần công khai nịnh vợ, nói yêu vợ. Về phần Ngọc Liên, cô cũng cảm giác thoải mái thể hiện tình cảm với chồng trên mạng xã hội. Những ngày Tấn Trường xa nhà, Ngọc Liên thường chụp ảnh, quay video gửi cho chồng để anh đỡ nhớ nhà, yên tâm thi đấu. Không mòng mè khoa trương, tình cảm của hai vợ chồng cứ thế bền bỉ suốt 10 năm qua.